Mới đây, một đoạn clip ghi cảnh con nai xuất hiện ngoài tự nhiên được cho là ở Cần Giờ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hôm qua, hạt trưởng hạt kiểm lâm Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây có thể là con nai sống chuồng 2 năm trước đây. Trước đây đơn vị nuôi nai, tuy nhiên do chuồng trại chưa đảm bảo nên một con sống chuồng ra ngoài tự nhiên vào năm 2022. Con vật được xác định khoảng 100 kg. Trước đó có một số người nhìn thấy con vật này, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý con vật.